các bạn ha. Thì hôm nay ha quý vị, giờ là cũng năm mấy 6 giờ sáng, thì hôm nay mình đi mấy anh em mình đi xuống mình bắt cọp về ha quý vị. Cây này thì nói chung là mình chỉ mua trên Zalo thôi ha quý vị, cây tứ quý hoành 40. Thì hôm nay mình đi sẵn mình đi xe tải luôn đây quý vị, xuống dưới xong mình đứng về mình đi giao à. Nói chung là mình hỗ trợ cây này và mua dùng cho khách hàng ha quý vị. Bây giờ là ba anh em, riêng thì anh Lâm tài xế mình tính ha, nhưng Tú xuống dưới bứng ha quý vị, hỗ trợ bứng. Xong rồi lên xe là mình ra tới cầu vượt Củ Chi luôn. Nhưng mà cây này là nó nằm ở Tân Bình Vĩnh Long ha quý vị. Từ ở đây mình xuống cái dưới là khoảng ngoài nói chung 100 cây đi. Đó mình bứng xong từ ở mà Vĩnh Long mà đạp về ra tới cái cầu vượt Củ Chi. Thì mình cũng ghi lại cái hành trình nào quý vị, đi một chút xuống dưới cây thì mình cũng quay chi tiết cho quý vị xem tham khảo ha. Nói chung là cây này là cho quý vị chiêm ngưỡng ha, cái độ mà lâu của nó không quý vị. Tại cây này là cây mai tứ quý, mai quay nhạo quý vị. Là mình cũng biết được cái thông tin đó là chủ cây này là cũng chia sẻ là nay là có hai đời rồi. Và nó thì có 40 quý vị, nó già lão lắm. Nhưng mà quay nhạo bẻ gắt lắm quý vị ơi. Mà đế thì cũng mình thấy trong chi tiết là đế sổ hết luôn. Thì giống như mình thay mặt anh Trung ha, trước hết mình cũng cảm ơn anh Trung ở đường tên lửa không quý vị, đã mua mình hỗ trợ bán cái này, mua dùm cái này cho anh họ thành công. Thì mình cũng cảm ơn anh đã giống như ủng hộ không quý vị, ủng hộ mình giống như những quý vị ha, đã ủng hộ kênh những cái YouTube tứ quý miệt vườn không quý vị. Mình cũng biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn ha, cảm ơn tất cả quý vị ha, luôn đồng hành cùng kênh YouTube tứ quý Bình Dương ha. Thì bây giờ 6 giờ rồi, chắc xuống tới dưới khoảng 8 đến giờ quý vị. Nói chung là hành trình bữa nay đi khoảng tới 4-5 giờ chiều mới có về nhà quý vị, tại đi giao cây xong hoành về luôn. Mình tới địa phận Bình Minh Vĩnh Long không quý vị. Này mình đi thẳng luôn. Từ ở chỗ nhà mình xuống tới chỗ bứng cái cây này cũng khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng ha, hơn 100 cây. Giờ anh em khoảng 7 giờ mấy đã có mặt tại Bình Minh Vĩnh Long. Rồi quý vị đón xem tiếp theo mình vô tới vừa mình bứng cây ha. Đây quý vị. Thì anh em cũng lên tới chỗ địa điểm cây ha. Cây này thì nói chung là một chút mình rút phôi luôn ha quý vị. Thì trước mắt thì mình quay cho quý vị xem kỹ lại ha. Rút phôi. Cây này tu xuống nằm mô ha quý vị. Cây này chứ không là rớt con sai lồng lực luôn. Đẹp. Mình tính chung tới quý này mình không có để tàn ha quý vị. Đa số khách hàng là rút phôi không. Và để một chút mình rút phôi ra quý vị nhìn thấy cái đường thoáng ha, nhìn mình thấy đường thân cho nó đẹp không quý vị. Nóng. Qua là nóng đây không mưa nổi đâu
Này có ống nước gì không anh Ngọt? Cũng chưa gọi trọng bây giờ mới nhớ khách hàng dưới cát có cái mắt mấy cái mắt này ngán ngán ở bầu ở dưới á nhân chuyên nghiệp bứng không có gì cần sợ. Ủa nãy bển mí bển là mí Cần Thơ vậy? Đúng rồi. Nào thà đó thà gì? Thà đó không có cho mình đi trái trên đa được hả? Ờ trên đa với ba gác luôn rồi. Là nghe là qua bển là nghe thành phố không ta? Thành phố Cần Thơ à, chạy khoảng 3 cây. 3 cây luôn rồi. Ủa anh là hai là mình đằng nào mình cũng phải nữa về đường nhà Sa Đéc nè. Về Sa Đéc hả? Ừ, Sa Đéc qua. À, qua phà hả? Đâu. Đi như quốc lộ thường mà. Quốc lộ xe ngay là qua Sa Đéc hả? Còn không muốn đi ấy nữa thì ông lên tới chỗ đèn đỏ cái lại đó. Ờ, đi không? Thì cái lại đó là miền Tây. Có đèn chỗ 7, 2 bằng 2 bằng 7 qua cho anh. 2 bằng 7 không? 2 bằng 7 không ốc? Ốc ơi! Không, có gồng đen không à, gồng đen cũng như 2 bằng 7 vậy đó. Qua đi, chú quen muốn quen qua em đấy. Cái này thì người bán là học sinh một trò của mình, nó đâu có ít 2 bằng 7. Cái này nó trường sáng cái này. Đúng rồi, sáng nay ngày lúc mà về hút thì hút cái dưới này.
chè, chè. Cắt đây. Cái này đó trồng lại nay mấy năm anh. Đúng vậy, cặp nhỏ nhỏ trồng lại. Đây quý vị, thì mình cũng xả theo ý của anh Trung ha. Anh Trung ảnh kêu mình xả cho nó thưa thưa không quý vị. Nói chung cái này thì về anh có thể anh tán lùng ha, nhưng mà mình cũng xả tùy hao rảnh ha. Để về anh nghiên cứu lại tay cây này, nói chung dạng cổ điển quý vị. Để quý vị ha, dòng eo 40 quý vị. Sổ. Nói chung là cái này mình không cũng không khai thác không quý vị. Cây này mình quay lên mang tính chất cho quý vị xem chiêm ngưỡng thôi. Cây nhỏ, cổ điển ha quý vị, tứ quý ha. Nay cũng cảm ơn anh chủ nhà ha. Trước anh chủ nhà, sau đó Bảo không quý vị. Bảo ở Cần Thơ, cũng quan sang Cần Thơ không quý vị. Cũng hỗ trợ mình mới biết cái này. Để anh em vô lưu không quý vị. Cái này qua nhà không quý vị, thấy không? Nói chung là qua nhà cũng lực ha quý vị. Đây là 40. Quay nè. Nói chung tuy rằng nó nhỏ mà cái giá trị nó, cái giá trị công sức của người ta bỏ ra ha quý vị, của anh chủ nhà anh bỏ ra. Cái này nãy là anh chia sẻ là này là hơn 40 năm ha anh. Đúng rồi. Hơn 40 năm ha quý vị. Bởi vì nhiều khi quý vị không hiểu là tại sao cây nhỏ mà giá trị cao, tại vì công sức của người ta bỏ ra để một cây mà qua nhà của chỗ này không phải dễ kiếm quý vị. Tuy rằng giá trị nó cao nhưng mà muốn kiếm thì nó cũng khó ha. Cây này rất sạch cây không quý vị. Lên lắc lượng ha. Đây quý vị, thì anh em cuối cùng cũng cây này thì nằm mô bứng cũng lẹ quý vị. Sổ nó trường sổ nó vậy ha. Cốt cành qua nhạo quý vị. Bây giờ anh em chuẩn bị cũng lên đường thôi quý vị. Bây giờ lên xe, tài xế đạp thẳng Củ Chi ha quý vị. Bàn giao lại cho anh Trung. Lên trên dầm thấy nó ghê liền ha. Ừ. Wow. Cái này nói chung nó nào mặt tiền cũng đẹp hết. Lên lắc không quý vị. Cây này nhìn ở ngoài phê lắm quý vị. Tuy rằng nó nhỏ mà rất dễ thương ha. Rồi quý vị, anh em lên xe không quý vị. Giờ tới đây mình cũng nói chung là tạm dừng video đi đây đi. Nếu mà mình lên cái vườn điện anh có cây nào bíp bíp thì mình cũng quay cho quý vị xem tham khảo ha. Rồi tới đây mình cũng nói chung là tạm dừng không quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báo xem hết video ha. Đây ha quý vị, thì cái này mình cũng bàn giao tới nhà của anh Trung rồi. Quý vị xem kỹ lại lần nữa ha. Thì ở đây sẵn lên đây mình có thấy cái mai vàng này ảnh cũng mua ha quý vị. Cái này mình biết ảnh mua ở đâu luôn, ảnh có gửi hình cho mình. Cái này ảnh báo mình hoành tám mấy à. Cái này nhìn ở ngoài, quý vị nhìn ở trong hình nhỏ chứ nhìn ở ngoài cũng nè. À. Cỡ gan tay mình gan mấy không quý vị. Nó có cái chiều ngang đó chứ nó, cây nó không có tròn. Quá không có. Lão. Đây là dạng già cây không quý vị. Chuồng sân bonsai đại nó già nó cũng muốn lên xù. Rồi. Một số phôi à. Có cây này xù rất đẹp quý vị, cây này có cành phóng ra nữa ha, đúng bonsai đẹp luôn quý vị, nó xù hết luôn. Đây, cây tứ quý, cây tứ quý này thì trước mình cũng có giao cho ảnh ha quý vị.
Đây nói chung anh cũng mới chơi à. Nhưng mà anh chơi là nói chung là cây cũng phải đúng đẹp anh mới chơi không quý vị. Cái này anh cũng mới vừa ghép bo. Đây là khúc cành quá đẹp. Đa số là anh mua tới quý ghép không à.